thưa quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay thứ bảy, ngày 15 tháng 1 năm 2022. Thưa quý vị, huyện Cần Giờ phải phát triển hài hòa với thiên nhiên, kiên quyết bảo vệ khu dự trữ sinh quyển. Đây là quan điểm của đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của huyện ủy huyện Cần Giờ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đánh giá năm 2021 dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng huyện Cần Giờ vẫn đạt được nhiều kết quả. Huyện Cần Giờ là một trong ba địa phương đầu tiên của thành phố kiểm soát được dịch bệnh, mở cửa lại ngành du lịch, thí điểm cho học sinh trở lại trường. Đây là những kết quả quan trọng mà Cần Giờ cần đánh giá và rút kinh nghiệm để chủ động linh hoạt phòng chống dịch và khôi phục phát triển trong năm 2022. Thấy được tiềm năng phát triển của mình và để đạt được cái vị trí trong cái sự phát triển bền vững đó thì chúng ta phải bình tĩnh. Cho nên chỗ này thì chúng ta cần phải có cái sự tham gia của các nhà chuyên môn tư vấn giúp cho chúng ta để chúng ta có được một Cần Giờ phát triển trong tương lai, nhưng đó là sự phát triển bền vững, đó là sự phát triển hài hòa với thiên nhiên. Chúng ta giữ gìn và phát huy được cái khu dự trữ sinh quyển, chúng ta chăm lo được đời sống vật chất và tinh thần cho người dân Cần Giờ. Cho nên vấn đề thu hút đầu tư chúng ta phải cân nhắc. Năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Cần Giờ sẽ tiếp tục xây dựng các phương án kiểm soát dịch COVID-19, triển khai thực hiện nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về định hướng phát triển huyện Cần Giờ đến năm 2030. Huyện sẽ ưu tiên hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư và triển khai dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ, cải tạo nâng cấp đường rừng sát thành tuyến đường du lịch, cải tạo bãi biển công viên thị trấn Cần Thạnh thay thế bãi tắm khu du lịch 30 tháng 4 trong thời gian thực hiện dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ. Thưa quý vị, năm 2021, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 374 vụ việc liên quan đến cháy nổ và cứu nạn cứu hộ. Trong đó có 212 vụ cháy nổ, làm chết 26 người, bị thương 38 người, thiệt hại về tài sản ước tính gần 6,2 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2020, giảm 80 vụ, nhưng số người thương vong tăng 23 người. Đây là số liệu được nêu ra tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh PC07. Nổi lên trong năm 2021 là tình hình cháy tại đối tượng nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất. Nguyên nhân gây cháy chủ yếu do sự cố hệ thống thiết bị điện tại các nhà ở đơn lẻ và các công ty doanh nghiệp. Đa số các vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người xảy ra đối với nhà ở đơn lẻ, nhà ở kết hợp kinh doanh chỉ có một lối thoát nạn duy nhất là thời điểm ít người qua lại, việc phát hiện và báo cháy không được kịp thời. Do vậy, đám cháy thường phát triển mạnh, phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng. Mặt khác, khu vực xảy ra cháy nằm ở trong các khu dân cư, tại các hẻm nhỏ và sâu, ảnh hưởng nhiều đến khả năng tiếp cận, triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Trước tình hình đó, trong thời gian tới, phòng PC07 sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao hoạt động chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Dịp này, 50 lượt tập thể và 887 cá nhân của phòng PC07 được tặng bằng khen và giấy khen của Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh vì thành tích nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn lẫn phòng chống dịch COVID-19. Hơn 500.000 tình nguyện viên tham gia phòng chống dịch và hơn 1 triệu lượt người khó khăn, các cơ sở y tế tuyến đầu được hỗ trợ giúp đỡ với tổng giá trị trên hàng trăm tỷ đồng. Đó là những kết quả nổi bật được nêu ra tại Hội nghị tổng kết của Hội và Phong trào Chữ thập đỏ thành phố trong năm 2021. Thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh đã góp phần hiệu quả cùng thành phố trong công tác khắc phục hậu quả dịch bệnh COVID-19 lần thứ tư, thực hiện các cuộc vận động mỗi tổ chức cá nhân gắn với địa chỉ nhân đạo và các hoạt động nhân đạo khác với tổng giá trị vận động đạt trên 600 tỷ đồng, vượt 1,5 lần so với năm 2020. Không để xảy ra tình trạng khan hiếm của ngân hàng máu, trong năm qua, Hội đã vận động và tiếp nhận được gần 260.000 đơn vị máu từ các tình nguyện viên.
các cấp hội đã triển khai nhiều mô hình chủ động sáng tạo, mang lại các hiệu quả tích cực như chuyến xe nghĩa tình, chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, mô hình ứng dụng web app giọtmáuvàng.org.vn, chương trình Oxy Yêu Thương. Trong năm 2022 đó, thì Hội Chữ Thập Đỏ tiếp tục cái công tác là đẩy nhanh cái công tác tuyên truyền, tiếp tục cái công tác phòng ngừa các loại thiên tai dịch bệnh có tiềm ẩn nguy cơ xảy ra, mà trong đó thì tập trung khắc phục cái hậu quả, tổ chức chăm lo cho những trẻ mồ côi do dịch bệnh COVID, những người cao tuổi cũng mất người thân, cũng như là những bệnh nhân mãn tính. Dịp này, Hội Chữ Thập Đỏ Thành phố Hồ Chí Minh cũng vinh dự đón nhận cờ thi đua năm 2021 của Chủ tịch nước, đồng thời vinh danh các tập thể cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác hội. Chăm sóc sức khỏe cộng đồng hậu COVID-19 là một trong những vấn đề trọng tâm của ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2022. Trong thời gian chờ Bộ Y tế cập nhật ban hành phác đồ điều trị hậu COVID-19, thành phố sẽ đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phân tích các biểu hiện lâm sàng, phương pháp điều trị để đánh giá một cách hiệu quả. Tôi về nhà, tôi ho nhiều, tôi mệt, tôi mới đi chụp hình phổi. Là ở bệnh viện huyện thì bác sĩ mới nói tôi phổi tôi không tốt. Thì bệnh nhân này đã được xét nghiệm âm tính vào ngày 4 tháng 1 rồi, nhưng mà cái tình trạng lúc này của chú vẫn còn rất là nặng ha. Còn ho đàm, vẫn còn khó thở, SpO2 vẫn còn thấp. Đây chỉ là một trong số nhiều trường hợp bệnh nhân dù đã khỏi bệnh nhưng các tổn thương do COVID-19 để lại là rất lớn. Trong hơn 500.000 F0 của thành phố Hồ Chí Minh, ước tính có từ 3 đến 5% sẽ gặp các vấn đề về hậu COVID-19 liên quan đến tim mạch, hô hấp, cơ xương khớp, tiêu hóa. Sau cái đợt dịch COVID thì bắt đầu sẽ biết cái về cái SpO2, tức là nồng độ oxy trong máu mao mạch. Thì khi mà mình đo SpO2, mình thấy SpO2 mình giảm dưới 90%. Thì mình nên đi đến cơ sở y tế sớm. Nếu có những cái triệu chứng cảnh báo đó mà chúng ta không có đi khám sớm thì sẽ lại để lại di chứng và xấu nhất là có thể dẫn đến tử vong. Để chăm sóc và điều trị cho người dân trong giai đoạn hậu COVID-19, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang chia làm 3 tầng, trong đó tầng 1 là ở y tế cơ sở dành tiếp nhận các bệnh nhân nhẹ, còn tầng 2 là các bệnh viện quận huyện để tiếp nhận các bệnh nhân trung bình. Tầng 3 là ở các bệnh viện có khoa chuyên sâu về điều trị hậu COVID-19 để tiếp nhận các bệnh nhân nặng và nguy kịch. Tuy nhiên, việc phân tầng như vậy nhằm để tiếp cận và quản lý bệnh nhân, điều quan trọng nhất là mỗi người dân cần phải theo dõi những cái diễn tiến của mình mặc dù đã âm tính với COVID-19. Hiện nay chúng tôi đang phối hợp với lại các trung tâm y tế các bệnh viện quận huyện để chúng tôi phối hợp từ thế thụ động sang thế chủ động. Chúng tôi có một cái danh sách của các bệnh nhân sau khi xuất viện từ các bệnh viện dã chiến, từ các bệnh viện cách ly và từ các bệnh viện điều trị COVID, để chúng tôi có được cái số lượng bệnh nhân. Từ đó chúng tôi dựa vào độ tuổi và các bệnh lý nền và chúng tôi phân lọc và sàng lọc, và chúng tôi chủ động gọi điện thoại cho bệnh nhân để hỗ trợ cho bệnh nhân nếu cần có sự can thiệp về y tế. Thì bệnh viện Lê Văn Việt chúng tôi cũng đang triển khai, sắp tới tuần tới sẽ thành lập cái phòng khám hậu COVID. Sau khi điều trị ổn từ các bệnh viện điều trị COVID xong thì bệnh nhân ra viện 2 tuần quay lại tái khám tại phòng khám hậu COVID bệnh viện Lên Việt. Chúng tôi sẽ kiểm tra đánh giá tình trạng các cái biến chứng sau COVID cho bệnh nhân để theo dõi điều trị tiếp tục. Hiện nay, trên nhiều trang mạng hay các kênh thông tin quảng bá về nhiều gói điều trị hậu COVID-19, các chuyên gia y tế cho rằng người dân chỉ cần chú trọng theo dõi sức khỏe, khi có các dấu hiệu thì đến ngay các cơ sở theo mô hình tháp 3 tầng hoặc có thể đến các bệnh viện có khoa hậu COVID-19 để được thăm khám và đảm bảo an toàn, hiệu quả, tiết kiệm chi phí.
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non trên địa bàn. Từ tháng 2 năm 2022, trẻ mầm non sẽ đến trường dựa trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ hoặc người chăm sóc. Nhiều phụ huynh và cả giáo viên không khỏi háo hức mong chờ ngày được đưa trẻ đến trường. Trường mầm non Măng Non 3, phường 2, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh có gần 70% phụ huynh đồng thuận cho con trở lại trường vào tháng 2 năm 2022 sau khi được khảo sát lấy ý kiến. Dù là lứa tuổi chưa được tiêm vaccine, thế nhưng phụ huynh vẫn an tâm và tin tưởng vào công tác phòng chống dịch của nhà trường cũng như thành phố. Trong thời gian mà nghe được tin là các bé quay trở lại trường thì tôi rất là nôn nóng và muốn là các bé quay lại càng sớm càng tốt. Ở quận 10, đặc biệt nhất là ở đơn vị trường mầm non mình á, là hầu như đa phần là phụ huynh cũng đồng tình về vấn đề cho bé đến trường, thì em cũng tâm đắc về vấn đề này. Mà tổng hợp số liệu á, thì phải nói là một cái dấu hiệu rất là đáng mừng. Cái thứ nhất là thể hiện là phụ huynh mình đồng thuận rất cao đối với nhà trường. Và thứ hai là trường đã phải nói là có những công tác tuyên truyền nó kịp thời để mình gây dựng được cái niềm tin phụ huynh. Không đợi đến thời điểm các bé trở lại, giáo viên của nhiều trường mầm non trong hơn một tháng nay vẫn đến trường để dọn dẹp, vệ sinh khử khuẩn và trang trí các tiểu cảnh, tạo không khí vui tươi, sẵn sàng đón trẻ quay trở lại trường ở bất cứ thời điểm nào. Nhà trường đã có cái thực hiện cái kịch bản mà khi các con đi học trở lại mà nếu có trường hợp là F0 hoặc F1 thì các cô đã tập huấn rất kỹ trong đội ngũ, phân công rất kỹ để khi mà có cái tình huống xảy ra hoặc là có trường hợp F0 xảy ra thì các cô thực hiện để đảm bảo sức khỏe cho các con. Về công tác chuẩn bị đón trẻ đến trường thì dựa trên 10 tiêu chí thì khi chúng tôi đi kiểm tra thì mới 100% các trường đạt từ 8 đến 10 tiêu chí để lên, và quan trọng nhất là cái tinh thần, cái trạng thái của các cô, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên luôn luôn sẵn sàng đón trẻ đến trường. Sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các trường học đã nắm rõ và thực hiện nhuần nhuyễn quy trình bảo đảm an toàn phòng chống dịch trong nhà trường. Tuy nhiên, khi thực hiện đón trẻ trở lại trường, vẫn còn đó nhiều khó khăn, nguy cơ tiềm ẩn, vì trẻ còn quá nhỏ để ý thức thực hiện 5K. Do đó, không lơ là, không chủ quan sẽ là quan điểm và nhiệm vụ hàng đầu khi mở cửa đón học sinh mầm non trở lại trường học. Sau khi hoàn thành tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho học sinh từ 12 đến 17 tuổi, Chính phủ giao Bộ Y tế và Bộ Giáo dục Đào tạo xây dựng kế hoạch và lấy ý kiến của phụ huynh học sinh tiếp tục tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Còn sớm trở lại trường học là mong muốn của đa số cha mẹ, song việc tiêm vaccine cho trẻ cũng cần phải được thực hiện cẩn trọng. Có 3 con đều đang là học sinh tiểu học, nên thông tin về tiêm phòng vaccine COVID-19 cho trẻ được anh Trương Văn Đức đặc biệt ủng hộ để con được sớm quay lại trường. Tiêm thuốc này thì bên khoa học người ta có sự tính toán rất là kỹ lưỡng rồi. Bộ Y tế mình mới đồng ý cho trẻ em tiêm. Tức là người lớn thôi, ai cũng mong muốn được tiêm vaccine để nhanh chóng được trở lại đi làm, trở lại cuộc sống bình thường. Thì mình nghĩ là các con trẻ cũng thế. Và mình thực sự là rất ủng hộ việc tiêm cho vaccine cho con. Dịch COVID-19 không chỉ khiến trường học này phải đóng cửa quá lâu mà còn có nhiều tác động nghiêm trọng khác, nên làm sao để học sinh sớm được đi học trực tiếp là nguyện vọng của nhiều người, trong đó giải pháp tiêm vaccine cho con trẻ được nhiều phụ huynh đồng tình. Hơn 90% phụ huynh là đều đồng ý và nhất trí việc mà cho con em mình tiếp cận và được thực hiện cái việc tiêm phòng vaccine COVID-19. Cái đợt 1 này đã được là hơn 88% rồi. Trao đổi với cha mẹ học sinh và đặc biệt là cũng động viên các con học sinh là chúng ta sợ các con tiêm thì các con sẽ được quay trở lại trường. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo việc tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi cần đặc biệt lưu ý quá trình trong và sau tiêm bởi phản ứng phụ về viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim có thể xảy ra. Viêm cơ tim nó lại không xảy ra ngay ngày đầu. Thường nó phải xảy ra từ ngày thứ 3 trở đi, rồi có thể xảy ra ở cái mũi thứ 2 chứ lại không phải xảy ra ở mũi thứ nhất. Vì thế cho nên phải theo dõi. Hiện trong khi chờ chính phủ phê duyệt, các địa phương đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chuẩn bị sẵn sàng triển khai tiêm vaccine cho trẻ khi có kế hoạch cụ thể. Một lượng lớn người rời Thành phố Hồ Chí Minh từ trước, số khác đổi kế hoạch đi lại vì lo dịch bệnh, về bị cách ly, khiến các bến xe thời điểm này khá điều hiu, dù chỉ hơn nửa tháng nữa là đến Tết. Bến xe miền Đông chuẩn bị 90.000 vé xe Tết cho năm nay.
nhưng hiện tại chỉ có 20.000 vé được xuất bán. So với năm ngoái, sản lượng hành khách mua vé chỉ đạt 15% và số lượt xe xuất bến chỉ đạt 30%. Bến xe dự báo lượng khách vào cao điểm Tết năm nay sẽ giảm 40% so với cùng kỳ. Ảnh hưởng về số lượng khách rất chi là nhiều, giảm nhiều lắm. Mỗi năm bây giờ cũng khoảng 40% khách. Khi thành phố Hồ Chí Minh đã công bố vùng xanh thì rõ ràng thì người dân cũng yên tâm thì sẽ về bên Tết. Tuy nhiên thì đối với thành phố Hồ Chí Minh còn nó cũng phụ thuộc vào các cái tỉnh, điều kiện các tỉnh để đón người dân về bên ăn Tết, mà nó phụ thuộc vào các cái vùng, các huyện trong tỉnh, các cái bến xe trong tỉnh nó còn như vậy. Cho nên là trước khi người dân cũng đề nghị người dân là mua vé về bên ăn Tết thì cũng tìm hiểu cái điều kiện về phòng chống dịch và cũng như là tình hình dịch bệnh của địa phương. Tại bến xe miền Tây, thông tin thành phố Hồ Chí Minh công bố vùng xanh đã mang lại những tín hiệu lạc quan dù chưa nhiều. Quầy vé này đã đạt mức tăng từ 10 đến 15% trong những ngày qua và hiện đã bán được 2.500 vé Tết cho khách đi các tỉnh miền Tây và Nam Trung Bộ. Trước khi mà công bố vùng xanh á, thì là khách ra lấy vé ít, với lại tâm lý là còn hoang mang là không biết có bị giãn cách xã hội nữa không. Hiện tại tôi thấy khách ra lấy vé không còn hỏi về vấn đề đó nữa. Về mặt tâm lý của người dân thì cũng thoải mái hơn trong cái vấn đề đi lại. Cộng với là cái nhu cầu trong cái dịp lễ Tết này, cho nên là cái việc vận chuyển đi lại của hành khách bằng cái phương tiện ô tô qua bến xe miền Tây thì nói chung là ngày càng thấy là nó có cái chiều hướng tăng. Trước đó thì cũng khoảng 250 tới 300 xe, thì bây giờ là đạt được là gần 350 xe. Theo phân tích của các bến xe khách liên tỉnh tại thành phố Hồ Chí Minh, nhu cầu đi lại của hành khách dịp Tết có sự thay đổi lớn vì ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài. Việc di chuyển về quê đón Tết của người lao động cũng bị ảnh hưởng theo. Bên cạnh đó, quy định quản lý người dân di chuyển có sự khác nhau giữa các địa phương khiến nhiều hành khách ngần ngại không đặt mua vé dù có nhu cầu. Ở phần tin thế giới, trước tiên sẽ là những thông tin cập nhật liên quan đến dịch bệnh COVID-19. Một nghiên cứu mới về tác dụng của vaccine Johnson & Johnson. Đây là nghiên cứu riêng biệt từ phía Nam Phi. Theo nghiên cứu mới nhất của Hội đồng Y khoa Nam Phi, liều vaccine bổ sung của Johnson & Johnson có hiệu quả giảm nguy cơ nhập viện vì biến chủng Omicron lên đến 85%. Hiệu quả này thấy rõ sau khi tiêm 1 đến 2 tháng, dựa trên nghiên cứu với gần 480.000 nhân viên y tế tiêm vaccine này. Đây là bằng chứng đầu tiên trên thế giới liên quan đến hiệu quả của vaccine Johnson & Johnson chống lại biến chủng Omicron. Chính phủ Hà Lan dự kiến sẽ nới lỏng phong tỏa kéo dài một tháng vì COVID-19 từ ngày 14 tháng 1 theo giờ địa phương, bất chấp căng thẳng đè nặng lên hệ thống y tế của nước này do số ca mắc liên tục tăng. Hầu hết cửa hàng, tiệm cắt tóc, phòng gym sẽ được mở cửa khi tỷ lệ tiêm vaccine đầy đủ của người dân Hà Lan đã là hơn 86%. Trong khi đó, đặc khu hành chính Hồng Kông Trung Quốc lại tạm dừng các chuyến bay quá cảnh trong vòng một tháng từ 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, được coi là có nguy cơ cao vì COVID-19. Từ ngày 16 tháng 1 cho đến ngày 15 tháng 2, bất kỳ người nào đã ở những nơi được Hồng Kông phân loại là có nguy cơ cao trong 21 ngày trước khi bay sẽ không được quá cảnh ở Hồng Kông. Trung Quốc sẽ mở kho dự trữ dầu mỏ quốc gia vào thời điểm cận Tết Nguyên đán. Động thái này nhằm phối hợp với nhiều quốc gia khác nhằm giảm giá, bình ổn thị trường vàng đen toàn cầu. Theo hãng tin Reuters, trong các cuộc thảo luận với Mỹ, Trung Quốc đồng ý sẽ xuất kho lượng dầu tùy thuộc nếu giá thị trường ở mức gần 75 đô la Mỹ một thùng hay 85 đô la Mỹ một thùng. Giới quan sát nhận định, động thái của Bắc Kinh là kết quả của một loạt các cuộc thảo luận trong tháng 11 năm ngoái giữa Mỹ và các quốc gia tiêu thụ dầu thô lớn khác trong bối cảnh thắt chặt nguồn cung khiến giá nhiên liệu lên mức cao chưa từng có. Trong tuần này, giá dầu đã đạt mức hơn 80 đô la Mỹ một thùng do gián đoạn nguồn cung ở Libya và Kazakhstan, và lượng dầu tồn kho của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2018. Argentina đang trải qua đợt nắng nóng lịch sử. Vào thời điểm đang mùa hè Nam Bán Cầu, có lúc trên 40 độ C, mọi người tìm cách trốn cái nóng bằng nhiều cách, trong khi các đô thị đã xuất hiện tình trạng cắt điện. Thứ ba vừa qua, nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C ở vùng miền trung Argentina. Hàng ngàn hộ gia đình ở thủ đô Buenos Aires bị cúp điện. Chính quyền cho phép các nhân viên nhà nước làm việc tại nhà để giảm tiêu thụ điện. Thời tiết quá nóng nực,
Trong thành phố, không khí như đặc quánh, thở không nổi mà không có cách nào để trốn cái nóng. Trong khi đó, những người muốn ra ngoài trời tìm chỗ mát cũng gặp khó khăn vì giao thông không có đèn tín hiệu do mất điện. Argentina đang trải qua hiện tượng khí hậu La Nina với không khí khô và nóng. Đợt nóng này cũng ảnh hưởng đến một phần của Australia. Dùng sông băng Waitis ở Nam Cực có kích thước bằng bang Florida của Mỹ, được đặt tên là sông băng ngày tận thế, vì khối lượng băng tại đây có thể nhấn chìm hành tinh nếu tất cả đều tan chảy. Trước tầm quan trọng của con sông này, Mỹ và Vương quốc Anh đang thực hiện một sứ mệnh chung trị giá 50 triệu đô la Mỹ để nghiên cứu Waitis, sông băng rộng nhất trên thế giới bằng đường bộ và đường biển. Hãy cùng tìm hiểu sự việc trong Nhìn ra thế giới ngày hôm nay. Thưa quý vị, từ vài năm nay, các nhà nghiên cứu nhận thấy sông băng Waze là một trong những sông băng dễ bị tan chảy nhất do hiện tượng biến đổi khí hậu. Từ đó, sông băng này đã chết danh với cái tên sông băng ngày tận thế hoặc thảm họa ngày phán xét cuối cùng. Waze ở Nam Cực đang tan vỡ và có nguy cơ nhấn chìm mọi người sinh sống trên trái đất. Trước hiện tượng đáng lo ngại này, Mỹ và Anh đã chi 50 triệu đô la, đồng thời cấp tốc gửi 32 nhà khoa học đến tận nơi để có cái nhìn cận cảnh. Sông băng Waze, còn được gọi là sông băng ngày tận thế, nằm ở nửa phía tây của Nam Cực, chảy vào vịnh đảo Thông, Bay Island Bay, một phần của đảo Amundsen. Với sứ mệnh nghiên cứu kéo dài trong 2 tháng, các nhà khoa học sẽ đo nhiệt độ nước, đáy biển và độ dày của băng. Họ sẽ xem xét các vết nứt trên băng, cấu trúc của băng như thế nào để tính toán mực nước biển trong tương lai. Waze được cấu tạo theo một cách rất riêng do có khả năng không ổn định. Theo các hình ảnh vệ tinh được chụp gần đây vào tháng trước, được các nhà nghiên cứu trình bày tại cuộc họp thường niên của Liên minh Địa vật lý Mỹ cho thấy, hình băng quan trọng trấn giữ đoạn cuối cùng của sông băng Waze ở phía tây Nam Cực có thể bị dỡ trong 3 đến 5 năm tới. Waze dường như đang sụp đổ theo 3 cách. Cách đầu tiên, con sông này sẽ tan chảy từ bên dưới bởi nước biển. Ở cách thứ hai, phần đất liền của sông băng sẽ mất dần vị trí bám vào khu vực gắn kết với đáy biển, vì vậy một mảng lớn có thể rơi vào đại dương và sau đó tan chảy. Cách cuối cùng chính là thềm băng của sông băng đang dở ra thành hàng trăm vết nứt gãy. Đây là điều lo ngại nhất với những vết nứt dài 10 km hình thành chỉ trong một năm. Waze cũng đang khiến 50 tỷ tấn băng tan thành nước mỗi năm. Cơ quan khảo sát Nam Cực của Anh cho biết, sông băng này là nguyên nhân gây ra 4% lượng nước biển dâng toàn cầu. Sự tan rã của thềm băng có thể kéo theo sự tan băng sắp xảy ra của sông băng quan trọng ở Nam Cực. Các nhà nghiên cứu cho biết, nếu Waze tan rã, sự kiện này có thể làm mực nước biển dâng cao thêm, khiến các cộng đồng ven biển cũng như các đảo quốc ở vùng trũng gặp nguy hiểm hơn nữa. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng từ những năm 1980 đến 2017, sông băng Waze đã mất đi 600 tỷ tấn băng. Có thể nói ở Nam Cực, hơn phân nửa diện tích thềm băng đóng vai trò ngăn chặn các sông băng chảy ra biển đang đối mặt với nguy cơ bị thu nhỏ vì biến đổi khí hậu. Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy các đợt sóng nhiệt, mưa lũ lớn và các trận siêu bão, đặc biệt tại Mỹ trong năm 2021, là do nhiệt độ trái đất tăng, khiến không khí và nước ấm lên. Biến đổi khí hậu khiến mùa mưa ở miền Tây ngắn hơn và mưa gió xuất hiện đột ngột, chứ không phải sau những đợt khô hạn kéo dài. Trong 5 ngày cuối tháng 1 năm rồi, California đã chứng kiến đợt mưa gió kiểu này. Trong năm 2021, nước Mỹ cũng đã chứng kiến nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, như nhiệt độ bang Texas giảm sâu, Hawaii xuất hiện bão tuyết, bang Seattle nóng như lò lửa, trong khi nhiều khu vực của California xảy ra lũ lụt và cháy rừng nối tiếp nhau. Bang Louisiana cũng đã xảy ra bão lớn, gây lũ lụt trên diện rộng, làm ảnh hưởng tới cả thành phố New York. Báo cáo rủi ro toàn cầu năm 2022 của WEF công bố ngày 11 tháng 1 đã đánh giá những mối đe dọa lớn nhất ở phạm vi quốc tế về khả năng xảy ra và mức độ nghiêm trọng của các tác động. Báo cáo nhận định trong ngắn hạn, thời tiết cực đoan là rủi ro lớn nhất trên toàn cầu. Tiếp theo đó là cuộc khủng hoảng sinh kế do COVID-19 và những rủi ro do không hành động về khí hậu. Trong trung hạn, rủi ro do không hành động về khí hậu được xếp ở vị trí cao nhất và sau đó là thời tiết cực đoan cũng như tình trạng gắn kết xã hội suy yếu. Về dài hạn, ngoài rủi ro về khí hậu, báo cáo cũng nêu bật những mối đe dọa với đa dạng sinh học. Theo đó, trái đất có thể phải đối mặt với sự kiện tuyệt chủng hàng loạt lần thứ 6 nếu thiếu các nỗ lực giúp chấm dứt và đảo ngược những tổn hại về hệ sinh thái.
Dự báo ngày càng sẽ có nhiều các đợt nóng, những đợt nóng rất khắc nghiệt và cũng có những bằng chứng hiển hiện tại châu Âu rồi. Theo dự báo của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA, đến năm 2100, biến đổi khí hậu sẽ khiến mực nước biển dâng cao thêm từ 0,6 đến 1,8 mét, chủ yếu là do băng tan tại Nam Cực và Greenland. Thế hệ chúng ta sẽ là những người phải chứng kiến và chịu tác động nặng nề từ băng tan ở Nam Cực. Câu hỏi lớn lúc này là thời gian còn lại khoảng bao lâu? Đối với các nhà khoa học, thảm họa toàn cầu sẽ thực sự được kích hoạt khi con người phá vỡ những điểm tới hạn vô hình liên quan đến khí hậu và khi ấy sẽ quá trễ để can thiệp. Còn đối với mỗi người chúng ta, ngay lúc này đây, cần phải có hành động thiết thực bảo vệ hành tinh xanh, chống lại biến đổi khí hậu và những ảnh hưởng của nó đến hệ sinh thái, đảm bảo môi trường sống của chúng ta được phát triển hài hòa. Chỉ có như thế thì chúng ta mới có được một hành tinh xanh thật sự đáng sống. Xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Thưa quý vị, vào dịp Tết Nguyên Đán, tình hình trật tự an toàn giao thông thường có diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông tăng cao mà nguyên nhân chính do người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sử dụng rượu bia. Nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng này, Ban An toàn giao thông thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức phát động chiến dịch truyền thông kết hợp công tác cưỡng chế vi phạm với thông điệp đã uống rượu bia không lái xe Tết Nhâm Dần và lễ hội xuân 2022. Chiến dịch sẽ diễn ra từ ngày 14 tháng 1 đến ngày 15 tháng 3 năm 2022 với hai nội dung chính. Thứ nhất là hoạt động truyền thông kêu gọi người dân không tổ chức các hoạt động tập trung đông người để đảm bảo công tác phòng chống dịch, thực hiện nghiêm chủ trương đã uống rượu bia không lái xe, cập nhật kịp thời tình hình tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trong dịp Tết, các quy định về xử phạt hành vi vi phạm. Cùng với đó là hoạt động tăng cường việc tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn của Cảnh sát Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố cũng đang chuyển sang cái trạng thái bình thường mới. Cái lưu lượng giao thông, cái tham gia sinh hoạt của người dân đối với tham gia giao thông bắt đầu gần như trở lại bình thường. Thì tùy theo cái tình hình thực tế thì sẽ có những cái kế hoạch điều chỉnh cho nó phù hợp để làm sao cái mục tiêu mà chúng ta trong cái công tác tuyên truyền, trong cái công tác tuần tra kiểm soát chúng ta đạt được cái hiệu quả là thay đổi cái hành vi, cái nhận thức của người tham gia giao thông, đặc biệt là chúng ta nhấn mạnh cái tác hại của cái rượu bia. Mặc dù luật phòng chống tác hại của rượu bia có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 và Nghị định 100 đã quy định mức xử phạt nghiêm khắc đối với người điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn quá mức cho phép, thế nhưng các vi phạm về trật tự an toàn liên quan đến rượu bia vẫn còn diễn ra và để lại những hậu quả nặng nề cho người tham gia giao thông. Để phòng tránh tai nạn giao thông, người điều khiển phương tiện hãy thực hiện nghiêm khẩu hiệu, đã lái xe thì không uống rượu bia. Thực hiện các hoạt động chăm lo Tết cổ truyền dân tộc Xuân Nhâm Dần 2022, Hội Cựu Chiến binh thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thăm tặng quà cho các hội viên cựu chiến binh, gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình các hội viên có người thân bị tử vong vì dịch bệnh COVID-19, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Từng đảm trách công tác ở Cục Hậu cần, Mặt trận 479 và làm nghĩa vụ quốc tế tại chiến trường Campuchia, cựu chiến binh Trang Văn Em không khỏi xúc động khi được những đồng đội năm xưa đến thăm hỏi và động viên trong dịp Tết đang đến gần. Tôi cũng được một quần quà, tuy nó nhỏ mà cái tình cảm nó sâu đậm hơn. Thì nói chung tôi cũng cảm ơn các đồng chí đã quan tâm chăm lo cho tôi được cái dịp Tết Nguyên Đán này. Dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh, kinh tế khó khăn, nhưng với tấm lòng nhân ái, Hội Cựu Chiến binh thành phố Hồ Chí Minh và các cấp hội đã vận động nhiều nguồn lực chung tay mang đến những phần quà ấm áp, nghĩa tình cho hội viên cựu chiến binh trên toàn địa bàn. Thì chúng tôi chăm lo như vậy đó, thì để không có bất cứ một hội viên nào mà không được là đón Tết, không được vui xuân. Và để làm sao theo cái chủ trương chung là không để ai lại bỏ phía sau, mà nhất là trong cái dịp Tết này. Và có những cái khó khăn nó phát sinh trong cuộc sống và hội viên Hội Cựu Chiến binh như thế, chúng tôi chăm lo với tinh thần là mọi người, mọi nhà đều có Tết cũng đáng vui vẻ. Cái chủ trương của thành ủy, chúng ta phấn đấu để phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Trong dịp Tết đến xuân về, những phần quà chính là sự động viên tinh thần quý báu, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đến các đồng chí cựu chiến binh, những người đã cống hiến cả tuổi xuân và sức khỏe cho Tổ quốc và nhân dân.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.